Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Thái Sơn cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BVN TV 57.3. Sau đây là phần tin thế giới chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Với phần tin mở đầu từ một tin từ Hoa Kỳ, công tố viên tố cáo James Holmes vi phạm 142 điều trong Bộ luật Hình sự. Sáng ngày thứ Hai ngày 30 tháng 7, Tòa án tiểu bang Colorado chính thức tuyên đọc bản án dành cho James Holmes với tổng cộng 24 tội danh giết người cao nhất First Degree Murder và 116 tội danh cố ý giết người Attempt Murder. James Holmes đã lên kế hoạch đột nhập tấn công vào một rạp hát Century 16 tại khu vực ngoại ô thành phố Denver vào buổi tối trong ngày ra mắt cuốn phim Batman, dẫn tới 12 người chết và 58 người khác bị thương. Sự việc tấn công giết người đã xảy ra cách đây đúng 10 ngày vào tối ngày 20 tháng 7. Hiện nay một vài bệnh nhân vẫn còn đặt trong tình trạng tính mạng hiểm nghèo. Các công tố viên tiểu bang đã buộc hai tội mưu sát tới nghi can James Holmes. Cứ mỗi một người bị bắn tử vong, Holmes nhận được hai tội mưu sát. Mỗi tội mưu sát đều mang tính cách riêng biệt. Nghi can James Holmes đã tổng cộng vi phạm 142 điều trong Bộ luật Hình sự tiểu bang Colorado. Sau khi tội danh được công bố và bước thời gian kế tiếp, chánh án sẽ đọc tuyên án do nghi can James Holmes sẽ thi hành bản án như thế nào. James Holmes đang bị giam trong nhà tù tiểu bang dưới sự giám sát chặt chẽ 24/24 trước khi nhận bản án tuyên đọc từ chánh án tiểu bang Colorado. Kính thưa quý vị, tình hình chiến trận tại thành phố Aleppo, tin từ Aleppo. Tại một khu vực tại thành phố Aleppo đang do quân đội tự do kiểm soát, dân quân đã tới một nhà dân phá hủy những bình ảnh của ông Bashar al-Assad. Các nhà đối lập đã bác bỏ việc chính phủ al-Assad tuyên bố đã tái chiếm quận Salahuddin. Quận này đã nằm ở phía tây nam thành phố Aleppo, là khu vực có nhiều con đường dân quân có thể tăng viện từ phía nam. Một dân quân nói họ tới ngôi nhà để tìm những tên dân quân Al-Aqsa hay cảnh sát có thể ẩn trốn, nhưng chúng đã bỏ chạy. Trong một vùng khác, dân quân nói rằng trụ sở cảnh sát thành phố Aleppo đã bị họ đốt cháy. Nhiều chuyên viên quân sự cho rằng quân dân được trang bị vũ khí nhẹ, không được huấn luyện, khó chiến thắng được quân đội al-Assad có trọng pháo, xe tăng và trực thăng yểm trợ. Quân đội al-Assad sẽ cố hết sức lấy lại thành phố Aleppo vì mất thành phố này là mất một thành phố chiến lược, tạo ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Một chỉ huy binh đoàn dân quân nói lực lượng an ninh của chế độ còn hiện diện trong nhiều khu vực, còn nhiều nơi cách dân quân một cây số, nhưng dân quân đã phải giải phóng một trụ sở cảnh sát và đồn kiểm soát. Sau đó họ sẽ giải phóng khu Hanano ra khỏi lực lượng al-Assad. Các bản tin khác cho biết bệnh viện tại thành phố Aleppo nằm chật người bị thương. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói rằng trong ngày hôm nay đã có 40 người chết và trong đó có 30 thường dân và 2 dân quân. Kính thưa quý vị, cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc đưa người Syria tới trại tị nạn mới, tin từ Mafraq. Nhân viên cao quỹ Liên Hiệp Quốc đang tiếp tục chuyển người tị nạn Syria từ các trại chuyển tiếp cho tới trại tị nạn Zatari được thiết lập gần thị trấn biên giới Ramta. Khoảng 500 người được đưa tới nơi ở mới trong đêm hôm qua và cao quỹ tị nạn tiếp tục đưa thêm người tới trại trong những ngày tới. Ông Kamil Derici là một đại diện cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Jordan. Nói rằng trại chuyển tiếp Bahasa đã đóng cửa và trong đêm đã chuyển 447 người tới trại tị nạn mới. Sáng nay, cao quỹ bắt đầu giảm người tại trại tị nạn chuyển tiếp thứ nhì là Abdullah Park và có thể chuyển từ 1.200 cho đến 1.500 người. Trại tị nạn mới được thiết lập có thể chứa được 9.000 người. Trong 16 tháng qua, ước tính khoảng 142.000 người Syria đã chạy qua Jordan vì tình trạng bạo động, tàn sát dân chúng trong nước. Đại diện cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc tại Jordan là ông Andrew Harper nói rằng thiết lập các trại tị nạn nhằm làm giảm bớt gánh nặng Jordan phải chịu đựng. Sẽ còn rất nhiều người chạy qua Jordan. Nhiều người Syria đã chạy qua Jordan và dự định định cư tại nước này khi ông Hafez al-Assad là thân phụ của ông Bashar al-Assad đã tàn sát hàng chục ngàn người chống đối trong các năm 1980. Quân đội Syria đã ngăn chặn không cho dân chúng chạy qua Jordan tị nạn, đã đặt mìn tại nhiều cổng biên giới, bắn vào người đang bỏ chạy. Trong nhiều vụ vi phạm đã buộc chính phủ Jordan phải đưa xe thiết giáp tới biên giới. Các nhà ngoại giao cho biết, đã có nhiều lần quân đội Syria và Jordan nổ súng sau khi quân đội Syria bắn người dân tản cư. Đường biên giới hai nước này đã trở thành vùng đất không có người ở. Kính thưa quý vị, tân chỉ huy trưởng Ian Smith tuyên bố có cảm tưởng lạc quan, tin từ Damascus. Người chỉ huy mới của Phái bộ Giám sát Liên Hiệp Quốc ở Syria, hay gọi tắt là Ian Smith, là Trung tướng Basbakar Gate.
nói rằng sau khi gặp lần đầu với các phe xung đột ở Syria, ông ta đã có cảm tưởng tích cực. Không có phe nào chống đối chương trình đình chiến và hòa bình, ông ta hy vọng, mong muốn sẽ có được thể hiện qua hành động, và ông ta đang làm điều này. Tướng Gay đã gặp một nhóm viên chức chính quyền trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua, ông ta đã tới thành phố Homs và Rastan, gặp đại diện quân đội tự do Syria. Tướng Gay mới qua Syria thay thế tướng Robert Mood, cũng nói rằng tình hình Aleppo và nghị quyết 2059 là một vấn đề quan tâm, và sự quan tâm này đã được ông ta bày tỏ giống như ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hai bên tự chế, chuyển quyết tâm đối đầu qua quyết tâm đối thoại. Trong ngày thứ Bảy, ông đặc sứ Kofi Annan cũng kêu gọi hai bên tự chế để tránh đổ thêm máu. Trong ngày 20 tháng 7, Hội đồng Bảo an đã quyết định gia hạn thời gian hoạt động của UNSMIL thêm 30 ngày, nhưng giảm dân số xuống còn một nửa. Kính thưa quý vị, Palestine lên án lời phát biểu của ứng cử viên Mitt Romney, tin từ Ramallah. Palestine đã lên án ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney về việc đã gọi Jerusalem là thủ đô Do Thái. Ông Romney muốn chứng tỏ ông ta là người bạn tốt của Do Thái. Ngày hôm qua, trước một đám đông tại cổ thành Jerusalem, ông Romney nói rằng thành lập quốc gia Do Thái là một phép lạ. Ông ta đã có được một kinh nghiệm sâu sắc khi có mặt ở Jerusalem là thủ đô Do Thái. Lời phát biểu của ông Romney đã được đám đông nhiệt liệt hoan nghênh, vỗ tay. Tổng thư ký Yasser Arafat của Tổ chức Giải phóng Palestine nói rằng lời phát biểu của ông Romney đã trắng trợn vi phạm pháp luật quốc tế. Hầu hết các nước trên thế giới đều công nhận Jerusalem là thành phố bị chiếm đóng. Ông ta nghĩ rằng ông Romney đã có những lời tuyên bố vô trách nhiệm chỉ vì muốn kiếm phiếu. Do Thái đã chiếm đông Jerusalem trong năm 1967, tuyên bố thành phố Jerusalem là thành phố bất khả phân chia và là thủ đô của Do Thái. Hầu hết các nước trên thế giới không công nhận lời tuyên bố của Do Thái, ngay cả Hoa Kỳ. Tòa đại sứ các nước Do Thái đều được thiết lập ở thành phố Tel Aviv, Palestine, muốn dùng đông Jerusalem làm thủ đô của lãnh thổ tương lai gồm vùng Tây Ngạn và dải Gaza. Trong tháng 6 năm 2008, ứng cử viên Obama cũng đã từng gọi Jerusalem là thủ đô Do Thái, nhưng sau khi đắc cử nói rằng vấn đề này chỉ có thể giải quyết qua các cuộc đàm phán giữa Do Thái và Palestine. Kính thưa quý vị, thân phụ một bị cáo của nhóm Perseus tin tưởng con gái mình sẽ bị tuyên án nặng. Tin từ Moscow, thân phụ của một thành viên nhóm Perseus nói rằng ông ta tin tưởng con gái của mình sẽ bị tuyên án tù dài hạn. Ba người phụ nữ nhóm Perseus có thể bị tuyên án tới 7 năm tù. Thân phụ của cô Yekaterina Samusevich là ông Stanislav Samusevich nói rằng nhiều dân biểu đã vận động gọi các bị cáo là quỷ sứ vô đạo đức. Tất cả những việc này cho thấy họ chuẩn bị tuyên án nặng, và khi thăm con gái, ông ta đã chuẩn bị cho con gái mình sẵn sàng chịu đựng, không nên hy vọng phép lạ xảy ra. Vụ biểu tình trước bàn thờ thánh đường đã tạo sự tức giận của tín đồ chính thống giáo và cũng làm cho tức giận giáo chủ Kirill, có liên hệ tốt với ông Vladimir Putin, được coi là người đã góp phần rất lớn trong việc phục hồi chính thống giáo Nga sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Luật sư Valeta Vokova của nhóm Poseriot nói rằng bà ta nghe nhiều tin phiên tòa xét xử sẽ kéo dài không quá 3 tuần. Trên nguyên tắc, bà ta cũng được thông báo điều này và bà ta nghĩ phiên tòa sẽ diễn ra rất nhanh. Bên ngoài tòa án, những người ủng hộ nhóm Poseriot nói rằng tòa án phải trả tự do cho các bị cáo. Bà Marietta nói phiên tòa cần phải bãi bỏ, các cô gái phải được trả tự do, trong khi họ còn bị giam cầm, bà sẽ còn đấu tranh cho họ. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các bị cáo, trong số 3 bị cáo có 2 người có con nhỏ. Kính thưa quý vị, quân đội Do Thái bắn chết một người Palestine, tin từ Tây Ngạn. Quân đội Do Thái đã nổ súng bắn một chiếc xe Palestine tại một trạm kiểm soát ở Tây Ngạn, làm cho một người đàn ông 40 tuổi bị chết và 2 người khác bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến quân đội bắn chiếc xe gần trạm kiểm soát nằm trên con đường nối liền các thành phố ở Tây Ngạn với Jerusalem vào lúc mờ sáng. Ông Edma Ziada là một người bị thương, nói họ trên đường vô thành phố Jerusalem để làm việc. Lúc bấy giờ tại trạm kiểm soát có 2 chiếc xe đang đậu. Một quân nhân bảo chiếc xe của ông quay trở lại. Người tài xế đã chở đầu chiếc xe trong 2 lần. Khi chiếc xe chạy qua, người quân dân này đã bắn theo. Khi tài xế chạy thêm một đoạn nữa đã bị bắn theo đạn, bom và bom đinh. Người phát ngôn viên của trạm kiểm soát đã không thể liên lạc được để biết thêm chi tiết.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande đi thăm Olympic Park, tin từ London. Tổng thống Pháp là ông François Hollande đã tới viếng thăm Olympic Park chỉ một ngày sau khi đội bơi Pháp chiến thắng đội bơi Hoa Kỳ. Tổng thống Hollande được hướng dẫn đi xem các nơi tranh tài Olympic trong ngày London trang hòa ánh sáng mặt trời. Ngày hôm qua, đội bơi Pháp đã thắng đội bơi Hoa Kỳ do lực sĩ bơi lội Ryan Lochte cầm đầu trong bộ môn bơi tự do 400 thước. Pháp đã đoạt hai huy chương vàng bơi lội trong Olympic London, chiếm được một huy chương bạc trong môn bắn súng và một huy chương đồng trong bộ môn nhu đạo. Trước khi chuyển đến quý vị phần tin kinh tế thế giới, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa ngày hôm thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2012. Chỉ số Dow Jones ngày hôm nay giảm 2.65 điểm và dừng lại ở mức 13.073.01 điểm. Chỉ số S&P ngày hôm nay giảm 0.67 điểm và dừng lại ở mức 1.383.30 điểm. Và cuối cùng là chỉ số Nasdaq ngày hôm nay dừng lại ở mức 2.945.84 điểm và đã giảm 12.25 điểm. Và vừa rồi là phần tin thế giới. Thái Sơn xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Quý vị đừng rời màn hình, sau vài thông tin quảng cáo, Xuân Phương sẽ trở lại trong phần tin kinh tế thế giới.